Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top KVN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Kia Sportage, chiếc xe crossover cỡ C gầm cao 5 chỗ ngồi, kiểu dáng thiết kế cực kỳ thể thao, đường nét thiết kế rất cá tính của bên phía Kia. Mà trong video ngày hôm nay, thời điểm dịp ngày 15 tháng 9 năm 2024, dịp giữa tháng, và Top KVN sẽ cập nhật đến với quý anh chị các bạn về những cái chính sách giá bán khuyến mại tại thời điểm này, có sự điều chỉnh linh động mới nhất, tốt nhất dành cho từng phiên bản của Kia Sportage, những ưu đãi về gói quà tặng phụ kiện khuyến mại và mức giá lăn bánh mới nhất dành đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm theo dõi về chiếc xe này. Nó ở cỡ C gầm cao, nó đang cạnh tranh với cả chiếc xe Mazda CX-5, nó đang cạnh tranh với cả Hyundai Tucson, nó đang cạnh tranh với cả Ford Territory. Đây đều là những cái tên sản xuất lắp ráp trong nước, có nghĩa rằng đang được ưu đãi về giảm 50% lệ phí trước bạ. Và giảm lệ phí trước bạ sẽ kéo dài trong 3 tháng thôi. Chúng ta cũng nên nhớ và cập nhật cái thông tin này. Tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Bây giờ đã qua được 1/2 của tháng 9 rồi. Như vậy là chỉ còn 2 tháng rưỡi nữa thôi cho giảm 50% lệ phí trước bạ. Với cái dòng xe Kia Sportage này, việc giảm lệ phí trước bạ giúp chúng ta tiết kiệm được số tiền ở đâu đó dao động từ 48 đến 61 triệu đồng tùy từng phiên bản anh chị nhá. Một cái mức tiền tiết kiệm rất đáng để chúng ta lưu tâm, đúng không ạ? Và video này thì mình sẽ cập nhật tổng cộng là 4 sự lựa chọn của cái dòng xe Sportage này, bao gồm bản Luxury, bản Premium và bản Signature. Đây là 3 phiên bản sử dụng máy 2.0 hút khí tự nhiên và nó sử dụng hộp số tự động 6 cấp số. Và phiên bản thứ tư mình cập nhật đó là Sportage 1.6 Turbo X-Line nhá. Máy 1.6 hộp số, nó sử dụng hộp số liên hợp kép anh chị ạ. Và cụ thể chi tiết chính sách giá bán khuyến mại lăn bánh tốt nhất của từng phiên bản tại thời điểm này như thế nào, mình xin phép cập nhật nhanh luôn để anh chị chúng ta nắm được và có phương án so sánh để lấy xe. Đầu tiên là Kia Sportage 2.0G Luxury. Đây là một cái phiên bản số tự động tầm tiền dễ tiệm cận nhất của cái dòng xe Sportage, với mức giá niêm yết đề xuất của nó chỉ có 779 triệu đồng thôi, 779. Và đang có linh động giảm trực tiếp về tiền mặt tại đại lý của mình sau khi trừ đi lăn bánh ở tỉnh là 812 triệu, ở Hà Nội là 840 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 832 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 812, ở Hà Nội là 840 và Thành phố Hồ Chí Minh là 832. Bản này là chúng ta đang tiết kiệm được số tiền cũng lên tới 48 triệu đồng ví dụ ở Hà Nội so với thời điểm của những tháng trước đấy quý vị các bạn ạ. Và cái phiên bản này nếu như mà có nhu cầu lấy trả góp thì sao? Ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 198 triệu, ở Hà Nội là 247 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 218 triệu đồng. Ở tỉnh là 198, ở Hà Nội là 247 và Thành phố Hồ Chí Minh là 218 theo cái phương án mà chúng ta mua trả góp. Đó là phiên bản Luxury. Phía trên bản Luxury lại là phiên bản Premium, là Kia Sportage 2.0G bản Premium với mức giá niêm yết đề xuất là 799 triệu đồng, 799. Và đang có linh động giảm trực tiếp về tiền mặt theo tùy từng vùng khác nhau, trừ đi mình có nhầm qua lăn bánh ở tỉnh sẽ là 833 triệu, ở Hà Nội là 861 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh 853 triệu đồng. Ở tỉnh là 833, ở Hà Nội là 861 và Thành phố Hồ Chí Minh là 853 theo phương án mà chúng ta mua trả thẳng để lăn bánh được cái phiên bản Premium này. Và nếu như mà có nhu cầu lấy trả góp bản Premium thì ở tỉnh đâu đó sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 205 triệu, ở Hà Nội là 233 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh 225 triệu đồng. Ở tỉnh là 205, ở Hà Nội là 233 và Thành phố Hồ Chí Minh là 225 theo phương án mà chúng ta mua trả góp. Sang phiên bản thứ 3 của Kia Sportage, đó là phiên bản 2.0G Signature X-Line. Đây là một cái phiên bản cũng khá là nhiều người quan tâm lựa chọn nhé, vì đây là một phiên bản mà đầy đủ option nhất của máy 2.0 hút khí tự nhiên. Lựa chọn quan tâm về một chiếc xe thì bao giờ chúng ta cũng mong muốn lấy cái phiên bản đầy đủ option nhất, đúng không ạ? Và cái phiên bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 899 triệu đồng, 899, trừ đi linh động giảm trực tiếp về tiền mặt theo tùy từng vùng lăn bánh ở tỉnh mình nhầm qua là 935 triệu, ở Hà Nội là 965 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh 955 triệu đồng. Ở tỉnh là 935, ở Hà Nội là 965 và Thành phố Hồ Chí Minh là 955 theo phương án mà chúng ta mua trả thẳng. Và chúng ta đang tiết kiệm được cái phiên bản này so với thời điểm của những tháng trước số tiền là 55 triệu đồng tiền mặt đấy các bạn ạ, vì là đang được ưu đãi về thuế mà.
Và cái phiên bản này nếu như có nhu cầu lấy trả góp thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu để lăn bánh là 228 triệu, ở Hà Nội là 258 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 248 triệu đồng, ở tỉnh là 228, ở Hà Nội là 258 và thành phố Hồ Chí Minh là 248 theo phương án mà chúng ta mua trả góp. Sang phiên bản thứ tư, phiên bản cuối cùng của Kia Sportage, đó là bản 1.6 Turbo. Bản 1.6 Turbo này là một phiên bản hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian, là một phiên bản sử dụng hộp số ly hợp kép. Và phiên bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 999 triệu đồng, 999. Sau khi trừ đi linh động giảm trực tiếp về tiền mặt theo tùy từng vùng khác nhau, lăn bánh ở tỉnh 1 tỷ 039 triệu, ở Hà Nội 1 tỷ 070 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ 059 triệu đồng, ở tỉnh là 1 tỷ 039, ở Hà Nội là 1 tỷ 070 và thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ 059. Nếu như mà lấy trả góp của bản 1.6 Turbo X-Line thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 254 triệu, ở Hà Nội là 284 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 274 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 254, ở Hà Nội là 284 và thành phố Hồ Chí Minh là 274. Cái phiên bản Turbo này là chúng ta cũng đang giảm so với thời điểm của những cái tháng trước, khi mà được giảm về lệ phí trước bạ, tiết kiệm lên tới số tiền là 61 triệu đồng tiền mặt đấy, ví dụ như là ở Hà Nội anh chị ạ. Và đó là tổng cộng 4 phiên bản, 4 sự lựa chọn Kia Sportage tại thời điểm dịp giữa của tháng 9 theo lịch dương lịch này. Một cái chiếc xe đang được ưu đãi giảm lệ phí trước bạ, một cái chiếc xe kiểu dáng thiết kế cá tính nhìn rất là thể thao. Không gian bên trong của Sportage này thì rộng rãi, thoải mái. Và đây là một cái chiếc xe option trang bị của nó cũng chẳng thua kém bất cứ một chiếc xe nào ở cỡ C gầm cao 5 chỗ ngồi này. Vậy cần xem xe, cần lái thử, cần trải nghiệm thực tế để quyết định cho nó dễ. Quý vị bạn hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhiều quý vị các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, thì còn ở miền Nam thì nhiều quý vị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.